ngày 11 tháng 6, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ Y, C, V, Kép, quốc tịch Hàn Quốc để điều tra về hành vi tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, lực lượng chức năng thành phố Thủ Đức đã phối hợp tổ chức kiểm tra các chung cư trên địa bàn thành phố Thủ Đức, phát hiện tại căn hộ thuộc chung cư Mastery, phường Thảo Điền, đôi nam nữ có biểu hiện sử dụng chất ma túy. Người nam khai tên là V, có bạn gái là người Việt Nam. Cả hai đã mua ma túy cùng sử dụng. Cảnh sát đã thu giữ 3 gói ni lông chứa ma túy và các dụng cụ để sử dụng ma túy. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua có nhiều băng nhóm chuyển sang thuê những căn hộ cao cấp tổ chức sử dụng ma túy hoặc hoạt động vi phạm pháp luật khác, do nơi này có hệ thống bảo vệ, người lạ không thể tiếp cận. Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ siết chặt quản lý địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi phạm pháp này.